Hôm nay 1, lưng 81, vòng mông 96, vòng đáy 60, vé 49, ống 16, quần này là phong ôm. Quần này là mình cắt dáng, quần này là dành cho thanh niên trẻ, body. Trước tiên là mình cắt đường ngang tay cùng vuông góc với đường biên vải. Quần nam là lưng 3,5 phân. Mình sẽ chừa 3,5 phân. Mình để ngay đường 3,5 phân ngay chỗ đường ngang tay cùng, mình giống xuống mình lấy chiều dài quần. Chiều dài quần 91. Mình cộng nam phân lai nữa, 96. Và đồng thời mình lấy đường hạ gối. Quần này 91 thì mình lấy hạ gối 48. Trung bình quần là mình lấy từ 47 đến 50. Quần này mình lấy 48. Tất cả các đường ngang đều vuông góc với đường biên vải. Tiếp theo là mình tính đường hạ đáy. Tất cả các đường hạ đều là để thức ai ngay chỗ đường 3,5 phân của đường ngang tay cùng. Đường hạ đáy là bằng 1/4 vòng mông trừ đi 1. Mông này là có chiều, mông này là mông 96, 1/4 được 24. 24. Hạ đáy từ vòng ngang đáy xuống 10 phân ta lấy được đường ngang đáy, được ngang gối, ngang vé. Vậy là mình đã xác định đủ được các đường ngang. Bây giờ mình xác định đường rộng. Từ đường biên vải này mình vào 2 phân. Mình xác đường rộng đáy. Đáy trước 1/4 vòng mông là được là 24. Cộng với 3,5 phân đường cửa quần. Tổng cộng này là được 27,5. 27,5 là được 13,2. Chia đâu ra được 13,2. Từ điểm này mình căn cứ vào đường biên vải để mình lấy đường chính trung. Từ điểm này vào đường biên vải là 18. Đây mình cũng lấy 18. Đây mình cũng lấy 18. Mình được đường gì ạ? Đường chính trung. Để xác định được đường chính trung này là mình phải căn cứ vào đường biên vải để mình lấy đường cho nó thẳng. Từ đây mình vào đường chính trung được 10 phân. Mình lấy đây mình cũng lấy được 10 phân, mình kẻ đường song song với đường chính trung. Từ đường này mình lấy 7 phân. Mình sẽ xác định được đường hạ đáy. Đá đường hạ cửa quần. Quần này là quần nam body nên mình sẽ không xếp ly, là mình phải vào đây 1 phân. Mình kẻ đường chéo đây 1 phân. Đây, mình sẽ giải đường nửa cửa quần. Đường cửa quần này là gì ạ? Là 1/3. Mình sẽ lấy 1/3 đường này. Hôm trước là mình có chỉ mọi người là tại sao quần là mặc vào là nó bị nhăn ở chỗ đường cửa quần này. Và nó không êm, cái phần không êm đó là thuộc về của lỗi của người may. Còn phần mà nó nhăn hoặc là nó bị gắt chỗ này, nó bị gắt đường đáy trước, có người gọi đó là đường là rau mèo, nó bị rau mèo. Đó là do là mình khoác cái đáy này nhiều khi nó sâu quá nó cũng bị, mà cạn quá nó cũng bị. Mặt vừa gác mà vừa nhìn nó bị nhăn hết hai đường cửa quần. Nên là mình đánh cái này vừa phải, không quá sâu mà cũng không quá cạn, tùy theo quần. Quần này có lưng là 81. 81 là được 20,5. Chưa tới 20,5 mình cho 20,5 này. Vé này là vé 49. 49 quần ôm thì mình sẽ cộng 3 phân. 49 là mình đo sát. Quần ôm mình cộng 3 phân là được 52. 52 mình chia đôi ra là được 26. 26 trừ đi 3 phân. 26
26 trừ 3 là còn 26 trừ 3 là còn 23. 23 bên 11 rưỡi. 26. Đường gói này á, lúc nào nó cũng nhỏ hơn đường vé là 4 phần. Đường này thường là đường vé là 26 thì đường gói là được 22. 22 mình trừ đi 2 phân là còn 11. 22 trừ 2 phân là còn 10. Còn 20, 2 bương mỗi bay 10. Ống này ống 16. Ống 16 trừ 2 là còn 14. Mỗi bay 7. Sau khi xác định được các đường này thì mình sẽ kẽ nối lại với nhau. Cho đường này nó ngã thêm một xíu đi, hơn một phân đi, để mình đánh đây, mình ngã hơn một phân đi để mình đánh cam đường này nó đẹp hơn. Rồi sau khi đã vẽ và giờ chuẩn đó, mình đánh cho nó chuẩn cái dáng chỗ này cho nó êm và nó chuẩn. Từ đường lưng quần này mình xuống cho mình một phân, kẽ xuống đây một phân. Bây giờ mình kiểm tra lại đường đáy quần này, lưng 3 phân rưỡi thì mình sẽ trừ đi 3 phân rưỡi đây. Đáy trước này 24. 24. Thường thường vòng đáy này là mình đo vòng đáy này là 60. 60 đáy trước 24, đáy sau 34. Ok vòng. Cái này là đáy này là 24 là vậy là vừa rồi. Bây giờ mình sẽ cắt quần này. Quần này là quần túi xéo, là mình vào đây 3 phân rưỡi từ đường này. Từ đường sườn này mình vào 3 phân rưỡi. Mình xuống 16 đến 17 phân. Ngay ngồi đây. Mình sẽ được đường túi xéo. Bây giờ mình cắt này. Đường trên lưng này mình cắt mình chừa 1 phân. 1 phân đường may. Đường cửa quần chừa 1 phân đường may luôn. Quần nữ thì mình sẽ chừa khác nha. Quần nam thì mình sẽ chừa 1 phân. Đường sườn là mình chừa từ 1 phân rưỡi đến 2 phân. Lai mình cắt sát.
Bây giờ mình tiếp tục cắt thân sau. Bây giờ mình sẽ làm gì? Mình sẽ xác định thể đường thân sau nó nằm ở đâu. Đối với cái quần này thì nó vậy đó, quần này có số đo cũng nhỏ nên thiên ra là mình cứ cắt vô tư, mình không cần để ý lắm. Nhưng mà đối với quần lớn thì mình phải tính toán sao cho nó đủ đường này để mình làm lưng và mình làm các cái phụ liệu khác nữa. Này thì đường này nó cũng vậy, này nó cũng dư nhiều nên mình cứ cắt thoải mái nha. Đây, nếu đường khác tính mình sẽ tính như thế này, từ đường ly chính này ra đây 5 phân. Bắt đầu như quần này là quần 81 là mình được cho là 20 rưỡi, này với 3 phân lai phân ly nữa là được 25 rưỡi. Mình tính đây là mình thấy nó vừa đủ là mình để đây là được. Đây, quần này mình để đây, mình sẽ lấy từ đường gấp đôi của cái vải này mình canh vào ngay chỗ đường ly chính. Đường chính trong này là được 28, là mình tiếp tục mình đường gấp đôi này mình vào 28. Nếu như mọi người không căn cứ vào cái đường này là thế nào, mình may lay là cái gì, lỗi kỹ thuật không trước mình chỉ là gì, là sẽ nó cái đường thân quần nó sẽ bị gợn sóng. Đường thân quần gợn sóng là lý do là do có thể là do là người may, người ta không may đều thân trước và thân sau, nhưng mà đó là cũng một lỗi có thể là do người may đều, nhưng mà người mình cắt bị xếp anh vải là lúc may nó cũng sẽ bị gợn sóng đường sườn. Đó là lý do tại sao có quần nhiều quần là mặc ôm mà không bị gợn sóng, mà nhiều quần là mặc rộng mà vẫn là bị sóng, bị gợn sóng đường sườn là lúc đó là cái quần nó không còn giá trị, nó không đẹp nữa. Đây là mình cắt là mình lưu ý này. Đây, mình sẽ lấy đường sao cho canh vải nó thẳng, như lúc mình may lên đứng quần không có bị gợn sóng quần. Đây, bây giờ sau khi mà đã đạt canh vải là mình coi canh vải là được canh vải thẳng rồi. Bây giờ là mình sẽ sang giáo các đường của thân trước ra thân sau. Lai quần thì lúc nãy mình trừ 2 thì bây giờ mình cộng 2. Thân trước mình trừ 2, thân sau mình cộng 2 là 16, cộng 2 là được 18. Mỗi bên là 9. Gối lúc nãy là 22. Gối 22 mình đi trừ đi, mình trừ 2 giờ mình cộng 2 là được 24, 24 mỗi bên 12. Vế là 26, lúc nãy là vế là mình trừ 3 giờ mình cộng 3 lại. 26 cộng 3 là 29, 29 là mỗi bên 14 rưỡi. Đường này đường ngang đáy là mọi người ra cho mình 3 phần. Gì nữa, từ đường chính trung này mình ra hướng đường cửa quần ra 4 phân rưỡi. Từ điểm này, từ điểm ra 4 phân rưỡi này mọi người lay cho mình 3 phân rưỡi. Từ điểm 3 phân rưỡi này mình kéo xuống, kéo xuống đây, kéo xuống ngay chỗ đường biên này thì mình sẽ được là đường ngang đáy quần sau, ngang lưng quần sau. Bây giờ mình xong bằng thân trước này rồi, mình sẽ dẹp đi. Từ đường hạ đáy thân trước này mình xuống 1 phân rưỡi, mình sẽ được hạ đáy thân sau. 1/4 vòng mông là được 24, 24. Thân sau, thân trước mình để nguyên, thân sau mình cộng 1 là được 25. Này mông 96, mình ra cửa quần sau là mình ra là 9,5. Tại vì quần này quần bao đầy là mình ra bằng vòng mông, có thể ra 9 hoặc là 9,5 là được rồi. Rồi mình ra 9,5 đi. Mình ra 1/10 vòng mông đi. Đây là cái ra đáy này là tùy theo. Người thích mặc ôm là mặc rộng, rộng rãi thoải mái thì mình sẽ ra nhiều hơn. 1/10 vòng mông mình sẽ cộng thêm 1-2 phân gì đó nữa. Còn này mình ra đúng 1/10. Còn có người ôm hơn thì mình có thể 1/10 mình trừ bớt đi 1. Đây bắt đầu là mình dãy đường này. Mình dãy đường lấy quần. Mình đã lấy được các điểm là mình sẽ nối các điểm lại với nhau. Lai là mình chỉ ra,
Rồi phần dưới coi như là mình tạm xong. Đây đây. Quần này là quần lưng 81 được 20 rưỡi, chưa tới 2 rưỡi mình cho 20 rưỡi, 20 rưỡi cộng với 3 phân ly nữa là 23 rưỡi. 23 rưỡi đây. Mình nấu điểm 23 rưỡi này xuống đây. Tạm thời là mình nấu như vậy. Từ đường này lúc nãy mình xác định đây là 4 phân rưỡi, từ đường lấy chánh ra 4 phân rưỡi này. Mình sẽ nấu xuống đường này, nấu xuống đường ngang đáy sau đây. Mình sẽ được gì ạ? Cái này là ngang đáy trước nha, cái đường này là đường ngang của đáy trước. Mình bỏ này đi, tính ngang đáy sau đây. Mình sẽ vẽ được đường đáy sau. Đường trai này của đáy trước nha. Mình đo sau góc này từ 2 phân rưỡi, 2 phân lấy 3 phân là vừa đủ này. Tùy theo đáy này. Đáy này mọi người khoác là cũng tùy theo mông to, eo nhỏ. Hoặc là mông nhỏ, eo to thì mình sẽ khoác theo cái độ này nó khác nhau. Rồi bây giờ mình đã xác định xong này, mình sẽ đánh lại này cho nó đẹp nữa. Mình coi lại dáng quần. Dáng quần vậy là cũng ok rồi đây. Từ đây lúc nào mình cũng phải ra 0.5 đến 1 phân nha. Mình đánh cao đường này. Rồi bây giờ là mình sẽ xác định, mình đo lại, kiểm tra lại vòng mông coi thử đủ chưa. Quần này có mông là mông 96. 96 thì mình có thể cộng thêm quần ôm thì mình cộng đến 2 đến 3 phân. Là được khoảng là 98 hay 99 là vừa. Mình đo mông, mình kiểm tra mông thì đây, mông đây, còn này là đáy. Mình kiểm tra mông thì mình đo ngay chỗ đường mông nha. Ngang mông nha. Cái này là mông trước là mình được 24. Mình để ngay đường 24 này vào đây. 24 này là 49. 49 với 49 là được 98. 98 vậy là ok rồi. Tại vì mà mông này là quần này, quần bao đầy thì mình cộng khoảng này 2 đến 3 phân. Mà mông đo sát là 96 này được 98. Đây là ok nha. Rồi tiếp tục mình đo lại gì nữa. Mình đo lại đáy. Vòng đáy này là vòng đáy 60. Mình đo đáy trước. Trừ đi 3 phân rưỡi đường lưng. Mình đặt 3 phân rưỡi vào đây. 24. Từ điểm 24 này mình trừ đi 3 phân rưỡi đường lưng nữa. Thân sau cũng vậy. 3 phân rưỡi là 27 rưỡi. 27 rưỡi mình tiếp mình đặt vào đây. Này là được 59. Tại vì thân sau à, 59. 59 vậy thì là mình phải dông đây một chút xíu nữa cho đủ 60. Đủ 60. Nó hơi bị thiếu đường lưng, thiếu đường đáy thì mình sẽ dông đường này đây một phân nữa cho đủ nha. Quần này là có đáy là 60 mà mình làm được 59 thì mình sẽ dông lên đây. Mình sẽ khoét sơ lại đường đáy. Bây giờ mình xác định lay. Lay là đây. 23 rưỡi, 23 rưỡi. Lay này mình xác định tại đây, vào đây 22 đi. Bay này nhiều, bay này ít.
Bên này là 1 phần 2 lân cộng 1, bên này 1 phần 2 lân trừ 1. 12. Đây 12 thì cuối mình cũng lấy 12. Ly nam thì thường thường là sẽ là 8 phân. 8 phân. Ly 3 phân. Mình bây giờ mình sẽ sang giáo đường ly này ra đi chị Thanh sao. Bây giờ mình chỉ cho mọi người công đoạn này là rất là quan trọng. Đây là mặt phải của quần nha. Mặt phải thân trước, đây mặt phải thân trước. Công đoạn này mà mọi người không biết là cho một kể cả mọi người đi học mà là thầy đây, kể cả mọi người đi học mà thầy mà không chỉ này là thì vĩnh viễn là mọi người là sẽ không bao giờ may được đường cửa quần đẹp. Đường cửa quần đẹp là vì tất vì nhan là một phần là do người may, một phần là do mình cắt lúc mình khoác đáy và lai là cái quan trọng nhất. Nếu bạn không sẽ giảm làm cái động tác giảm cửa quần này thì thế nào quần của bạn là may may cỡ nào đi nữa thì nó cũng phải nhăn được này. Và là mọi người chỉ cần thầy là giáo nghề chút chút xíu chỗ này là mọi người sẽ không bao giờ làm được. Mình chỉ mình may là mình sẽ chỉ hết. Mình cắt quần cho khách sao thế nào là mình sẽ chỉ hết cho mọi người. Để ai cũng có thể may được những chiếc quần đẹp. Đây. Đường này đơn giản như vậy nhưng mà nó rất là quan trọng nha. Đối với quần nữ thì không có này, nhưng quần nam là mình phải đai có, phải đường giảm cửa quần này. Mình giảm cửa quần này thì mình lật mặt vào nó mới êm và nó sẽ không bị nhăn. Mọi người không có động tác mà giảm cửa quần này thì quần mình vẫn bị may cỡ nào là mấy cái có đẹp thì nó vẫn bị nhăn, nó bị thiếu. Đây, này là để gì? Để lúc mình hơi dây kéo vào đây. Rồi tiếp theo, cái này là rất là quan trọng nha. Giờ mình giảm được, mình cắt đường ba gáy, mình cắt đỡ nha. Mình sẽ đặt đường thân trước lên đây. Mình sẽ cắt được đỡ túi xéo nha. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho mọi người cách cắt quần nam body.